Thưa quý vị, thưa các bạn, theo thông tin chúng tôi vừa nhận được, đến sáng nay ngày 19 tháng 10, đã có ít nhất 5 chiếc xe cứu thương đã tiếp cận được hiện trường vụ sạt lở đất vùi lấp 22 cán bộ, đoàn 337 đóng tại huyện Hướng Hóa của tỉnh Quảng Trị được khơi thông. Xe cứu thương đã vào đưa các thi thể nạn nhân được tìm thấy ra ngoài. Sáng ngày 19 tháng 10, sau khi đường mòn Hồ Chí Minh vào doanh trại đoàn 337, quân khu 4 được thông tuyến, hàng loạt các xe cứu thương biển đỏ của quân đội đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Trước đó, xuyên đêm, các lực lượng chức năng đã nỗ lực thông đường và đến sáng nay, các phương tiện ô tô đã có thể vào được khu vực hiện trường vụ sạt lở. Đồng thời, trong sáng ngày 19 tháng 10, khoảng 500 người thuộc lực lượng chức năng cùng máy móc, phương tiện cơ giới tiếp tục nỗ lực tìm kiếm 8 người còn lại trong đống đổ nát. Sáng nay, thời tiết tương đối thuận lợi, mưa nhỏ, tuy nhiên khả năng sạt lở đất vẫn rất cao do mưa đã nhiều ngày, đất ngấm nước, nhão. Lực lượng và phương tiện tiếp tục được huy động để tiếp cận các điểm nghẽn có người bị vùi lấp và bị thương trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Những thân nhân của các anh vẫn đang đau đớn đợi kết quả tìm kiếm. Cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã hỗ trợ tối đa các thân nhân, động viên, an ủi để họ vượt qua nỗi đau mất mát. Từ ngày 5 tháng 10 đến nay, thiên tai xuất hiện dồn dập ở Việt Nam với 3 cơn bão, một áp thấp nhiệt đới, gối nhau và gây ra tình trạng mưa lũ xảy ra triền miên với nhiều điểm mưa lớn kỷ lục ở khu vực miền Trung. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ở các tỉnh miền Trung, trong khoảng từ 5 đến 7 ngày tới, tiếp tục xảy ra mưa to trên diện rộng. Hiện nay, giải hội tụ nhiệt đới nơi phát sinh ra các cơn bão và áp thấp nhiệt đới dồn dập vào nước ta trong thời gian qua vẫn có trục vắt qua khu vực miền Trung. Vì vậy, ở các tỉnh miền Trung trong khoảng từ 5 đến 7 ngày tới, tiếp tục xảy ra mưa to trên diện rộng. Trong đó, khu vực mưa lớn nhất sẽ ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ và có thể trong những ngày tới ở khu vực này tiếp tục xảy ra lũ cao, gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Từ khoảng 23 tháng 10 cho đến cuối tháng 10, vùng mưa lớn ở Trung Bộ có xu hướng thu hẹp lại, chuyển dịch dần xuống phía Nam và tập trung ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, với lượng mưa có xu hướng giảm so với thời kỳ từ nay cho đến ngày 21 đến ngày 22 tháng 10. Từ nay đến giữa tháng 11 năm 2020 vẫn là giai đoạn mùa lũ ở khu vực miền Trung. Do đó, tình hình mưa lũ vẫn còn có khả năng kéo dài. Dự báo tổng lượng mưa tháng 11 năm 2020 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Các tỉnh từ Quảng Trị cho đến Bình Thuận tổng lượng mưa cao hơn từ 20 đến 50% so với trung bình nhiều năm. Thưa quý vị và các bạn, hai ngày nay trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa rất lớn trên diện rộng, nước sông Hương, Âu Lâu, sông Bồ lên nhanh trở lại, ngập nhiều tuyến đường liên thôn liên xã. Người dân nhiều địa phương lại phải sống trong cảnh ngập lụt, màn trời chiếu đất. Những hình ảnh của nhóm phóng viên VTC đi vào vùng tâm lũ của huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa gửi về sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn nỗi vất vả lo sợ của người dân nơi đây mỗi lần nước lớn tràn về. Nơi tôi đang đứng là con đường dẫn vào xóm Đồng, thôn Nhất Phong, xã Phong Trương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Như các bạn có thể thấy thì khi mà mực nước dâng lên cao thì toàn bộ khu vực này đã bị chìm sâu trong nước. Và toàn bộ xóm Đồng thì hiện nay thì đang bị cô lập và việc đi lại tại khu vực này thì chỉ có thể là bằng phương tiện duy nhất là bằng thuyền. Tuy nhiên thì trong cái điều kiện mà gió to cũng như là sóng lớn như thế này thì việc đi lại của người dân đang tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm và khó khăn. Được thông báo có đoàn từ thiện ủng hộ đồ dùng, bà Hoàng Thị Quyên cùng nhiều người ở xóm Đồng, xã Phong Trương, huyện Phong Điền vượt nước lũ đến nhận. Cả cánh đồng trắng xóa, mênh mông nước. Mưa lớn, gió to giật liên hồi khiến bà Quyên không dám đi thuyền. Bà cùng nhiều người phải đi bộ rồi lội qua dòng nước lớn để về nhà. Nước sông Âu Lâu lên nhanh hai ngày nay. Cả xóm Đồng ngập sâu trong nước, căn nhà bà Quyên vốn lụp sụp lại càng trở nên nhỏ bé trước dòng nước lớn. Sao làm chủ ơi, ở nơi đấy mà về mùa nắng á thì đi lại sinh hoạt từ mình mà lên làng đi là chúng là bình thường, nhưng mà khi mà về mùa mưa bão như rí á là nhất là những người mà đấng thắng như tôi là sợ nhỉ, sợ lắm. Mẹ quả con mồ côi mà nhà cửa chủ coi bãi tán nạc hết, ướt ngồi đi đây đấy, nhà là cứ ướt quanh năm đi đấy. Khi mùa mà nắng sớm đây thì còn lại là về mùa mưa là ở đây xung quanh những nhà dân ở đây là kiểu mưa to cả như nước như rí đấy, là bị bạn đạo rồi. Nhà chị Lưu Thị Bích Phương từ nhiều ngày nay luôn chìm sâu trong biển nước, sóng nước đánh vào nhà cuốn trôi nhiều tài sản có giá trị. Chị và chồng chỉ kịp kê một vài đồ đạc lên cao.
còn nước lên cao. Dù lo lắng, bất an, nhưng chị chưa dám sơ tán. Chị sợ rằng khi quay về sẽ không còn thứ gì trong ngôi nhà này nữa. Nước đây cũng lên quá nhanh, bất ngờ quá nên trâu bò, heo chi mà mình cũng đem đi kịp cái nơi cao hơn nên trôi hết. Lại là mưa gió quá nên lớn quá cũng mình cũng di dời được kịp á. Và như trong nhà thì đồ đòn cũng trồng lên không kịp nữa nên gặp lúc hết. Mưa lũ lụt nước lụt lên nhiều quá mình phải trồng đồ đoàn lên hết. Một tuần nãy là gần tuần nãy là hai cơn lũ liên tục. Và nước sâu gần ngang đầu luôn. Và truyền lên truyền xuống cực khổ cho bà con lắm. Lo sợ vợ con nước non lên sâu quá không di chuyển đi được ở đâu hết. Chỉ có vô vùng trong vùng giữa xóm sống cô lập chứ không ra ngoài được. Theo người dân xóm Đồng, khu vực này thường xuyên xảy ra ngập lụt mỗi khi mưa lớn. Trong 8 ngày qua, họ đã phải 4 lần chạy lũ. Lúc này, điều người dân mong mỏi nhất là sớm được hỗ trợ nhà chống lũ. Lời xin nhà nước đang mà cho xóm tôi cái nhà để mà ở tạm trú tạm vắng trong đỡ bá bật lụt nên khổ quá. Nên tôi đồ đi thì còn được mà sợ là em dọ dài sau đi nữa. Thì tôi đi thì nên bé tôi chưa rớm mà bị dù cho mai một con sinh về. Mà con dài thì biết để ở chỗ mô nữa. Nhà mình thì mình ở, mà trong lúc nhà mình thì vô nước ngang lưng quân rồi. Thì con dài thì biết ốm con chỗ mô. Tình trạng là vì lụ lụt nhưng mà bơi là hẳn có ít là người như chúng tôi là bơi cũng tạm thôi. Nhưng mà bị là các bà mẹ. Và là mấy chị em phụ nữ là bơi là không được nên chỉ là chỉ có dùng áo phao, lỡ mà khi mà có gió bão mưa bão về là có áo phao để mà có nổi lên để cho bà con là hồ biết để mà làm cứu hồ cứu nạn cho bà con mấy bà phụ nữ và mấy cháu trẻ em. Những ngày tới, miền Trung được dự báo tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý sống chung với lũ, nhưng những người dân lam lũ chất phác này vẫn đứng ngồi không yên. Họ đang đánh cược cả tính mạng và tài sản của mình trước dòng nước lũ. Thưa quý vị, sau khi nước lũ rút, một số khu vực bị ngập nặng tại thành phố Đà Nẵng có nguy cơ phát sinh các ổ dịch bệnh. Để đảm bảo sức khỏe cho người dân và vệ sinh môi trường, ngành y tế và chính quyền địa phương đã triển khai công tác xử lý môi trường, vệ sinh phòng dịch tại các khu vực dân cư ở huyện Hòa Vang. Ngay sau khi nước lũ rút khỏi vùng rốn ngập thôn Lệ Xuân Bắc, xã Hòa Tiến, gia đình ông Phạm Viết Tình tiến hành dọn dẹp vệ sinh môi trường xung quanh nhà. Cùng với đó, một số khu vực có nguy cơ phát sinh bệnh truyền nhiễm cũng được cán bộ y tế hướng dẫn xử lý tại chỗ. Y tế của xã, của thôn cũng tuyên truyền toàn thể nhân dân trong thôn đều ra cũng ra quân dọn dẹp. Sau khi nước rút thì gia đình chúng tôi cũng thật sự ra dọn dẹp vệ sinh để tránh cái sự là dịch bệnh tồn tại. Thùng nước, lau nước, co nước chi. Cái hũ nước chay là mình phải ấp lại, mình không có để là hắn sinh con quen, mà sinh con quen nó sinh ra mũi. Trong đợt mưa bão vừa qua, huyện Hòa Vang có 11 xã bị ngập sâu với hơn 4.500 hộ dân bị ảnh hưởng. Sau lũ, một số xã trên địa bàn huyện đã phát sinh các ổ dịch sốt xuất huyết. Riêng xã Hòa Tiến đã ghi nhận 78 ca bệnh sốt xuất huyết và 15 ổ dịch vừa và nhỏ. Để đảm bảo sức khỏe cho người dân và chủ động phòng chống một số bệnh truyền nhiễm, ngành y tế địa phương đã tiến hành kiểm tra, phun xịt, xử lý vệ sinh môi trường và hướng dẫn người dân phòng chống dịch. Các điểm ngập lụt thì sẽ được phun thuốc xử lý môi trường và chloramin B sẽ được phát về cho những hộ có giếng bị ngập lụt để xử lý nước giếng. Trạm y tế sẽ đi đến các hộ dân để tuyên truyền và hướng dẫn người dân lập ấp dọn dẹp vệ sinh môi trường xung quanh nhà cửa và cũng như là kèm theo đó là sẽ hướng dẫn cách phòng bệnh. Tuyên truyền vận động bà con là cùng với lại chỗ trạm y tế là xuống là xử lý cái môi trường, đặc biệt là quan tâm đến cái dịch sốt xuất huyết đã và đang bùng phát. Theo khuyến cáo của ngành y tế, sau ngập lụt, các ổ dịch bệnh truyền nhiễm rất dễ xảy ra. Do đó, các đội cơ động phòng dịch tại địa phương thường xuyên kiểm tra giám sát các yếu tố dịch tễ tại các khu vực dân cư, đảm bảo cấp chloramin B để khử khuẩn nguồn nước sinh hoạt,
đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch cho người dân sau mưa lũ.